Người Trung Quốc á khẩu khi biết lý do cộng đồng người Hoa ở Việt Nam không thèm về nước. Dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với biết bao thăng trầm và biến động. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, dân tộc ta đã chứng kiến biết bao lần ngoại bang xâm lược, đô hộ, với tham vọng đồng hóa, thâu tóm vùng đất trù phú này. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, bất khuất, với lòng yêu nước nồng nàn, cha ông ta đã kiên quyết đứng lên chống lại mọi thế lực xâm lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Lịch sử đã minh chứng rõ nét, dân tộc Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào, luôn kiên định với chính nghĩa, bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc. Chính sức mạnh phi thường ấy đã tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo, riêng biệt của dân tộc Việt Nam, một sức hút kỳ lạ, thu hút sự ngưỡng mộ và khâm phục từ bạn bè quốc tế, trong đó có cả cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới. Câu chuyện về cộng đồng người Hoa ở Việt Nam là một minh chứng sinh động, thể hiện rõ nét nét đẹp văn hóa và tinh thần của người Việt. Dù mang trong mình dòng máu, gốc gác văn hóa Trung Hoa, nhưng khi đã chọn Việt Nam là quê hương thứ hai, cộng đồng người Hoa đã nhanh chóng hòa nhập, gắn bó máu thịt với cộng đồng dân cư bản địa, cùng chung sống, cùng lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ nét qua tình cảm, hành động thiết thực của cộng đồng người Hoa hướng về đất nước, con người Việt Nam. Họ luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, trong những thời khắc lịch sử quan trọng, khi đất nước đứng trước những khó khăn, thách thức, cộng đồng người Hoa luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước, sẵn sàng sát cánh, chung vai gánh vác cùng dân tộc Việt Nam. Hình ảnh những người con gốc Hoa kiên quyết bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng, lên tiếng phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông, đã chứng minh một cách hùng hồn cho tình yêu, lòng trung thành tuyệt đối của họ đối với quê hương Việt Nam. Họ hiểu rằng, Việt Nam mới chính là quê hương thực sự, là nơi chôn rau cắt rốn, là mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn, chở che cho họ trong suốt những năm tháng qua. Những lá thư đầy xúc động, những dòng chia sẻ chân thành, giàu cảm xúc của những người con gốc Hoa trên mạng xã hội thời gian qua là minh chứng rõ nét cho tình cảm, suy nghĩ của họ. Họ tự hào là người con đất Việt, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những hành động thiết thực, ý nghĩa đó của cộng đồng người Hoa Việt Nam chính là lời khẳng định đanh thép bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của một số cá nhân, tổ chức cố tình chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn lúc nào hết, mỗi người con đất Việt, dù ở bất kỳ đâu, làm bất cứ công việc gì, cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển. Có thể nói, chính sự bao dung, cởi mở, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, cùng với lòng yêu chuộng hòa bình, đã tạo nên sức hút diệu kỳ, biến Việt Nam trở thành ngôi nhà chung, nơi hội tụ, giao thoa của nhiều nền văn hóa đặc sắc. Và cộng đồng người Hoa ở Việt Nam, với lòng yêu nước nồng nàn, sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong bức tranh đoàn kết, giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam. Thật xúc động và đáng quý biết bao, khi được lắng nghe những tâm tư, tình cảm chân thành, thấm đẫm lòng yêu nước của những người con Việt Nam gốc Hoa. Họ, những người con mang trong mình dòng máu Lai, đã khẳng định một cách rõ ràng, sâu sắc về cội nguồn, về bản sắc, về tình yêu với quê hương Việt Nam, mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn họ. Họ, cũng như bao người con Việt Nam khác, luôn tự hào ngẩng cao đầu, khẳng định mình là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Dòng máu ấy đã chảy trong huyết quản, đã thấm nhuần trong tâm hồn, trải qua bao thế hệ, gắn bó với mảnh đất hình chữ S thân yêu. Quá khứ có thể nhiều người trong số họ, tổ tiên đã từng di cư từ vùng đất xa xôi, để rồi chọn Việt Nam là quê hương thứ hai. Nhưng dòng chảy thời gian, cùng với tình cảm nồng ấm, sự bao dung của con người, mảnh đất Việt Nam, đã khiến họ thực sự xem nơi đây mới chính là quê hương thực sự, là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời. Họ đã bộc bạch nỗi lòng mình một cách chân thành, rằng, dù trong giấy tờ, lý lịch có thể ghi dòng chữ, Việt gốc Hoa, nhưng trong tim, trong trái tim họ luôn rực cháy ngọn lửa tự tôn dân tộc, luôn tự hào xưng hô, tôi là người Việt Nam. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, quê hương là điều thiêng liêng, cao quý, là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Và đối với họ, Việt Nam mới chính là quê hương duy nhất, là tổ quốc thiêng liêng không thể thay thế. Tình yêu, sự gắn bó với quê hương đất nước của những người con Việt Nam gốc Hoa còn được thể hiện một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn bao giờ hết trước những hành động ngang ngược, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông. Họ đã không ngần ngại lên tiếng, dùng những hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, cùng những tiếng hô vang, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, trong các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, đã chứng minh một cách hùng hồn cho lòng yêu nước, tinh thần dân tộc bất khuất của cộng đồng người Việt gốc Hoa. Họ sẵn sàng gác lại những công việc kinh doanh, đóng góp tiền của, thậm chí sẵn sàng xếp bút nghiêng lên đường khi Tổ quốc cần, để cùng chung tay góp sức bảo vệ non sông gấm vóc của đất nước. Họ ý thức được rằng, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc cũng chính là bảo vệ mái ấm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của chính mình. Câu chuyện của chị Phạm Mỹ Linh, anh em Lâm Bá Tài và nhiều người con gốc Hoa khác là những minh chứng sinh động, thể hiện tình yêu nồng nàn, bất diệt mà cộng đồng người Việt gốc Hoa dành cho quê hương Việt Nam. Họ là những tấm gương sáng, tiêu biểu cho tinh thần dương cao lá cờ đấu tranh, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Họ đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam là một đất nước hòa bình, yêu chuộng công lý và có chủ quyền lãnh thổ không thể xâm phạm. Tình yêu, trách nhiệm của cộng đồng người Việt gốc Hoa đối với quê hương Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, luôn là sức mạnh to lớn, giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiên cường bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Tình yêu với quê hương, với đất nước chưa bao giờ có giới hạn. Nó đến một cách tự nhiên như dòng chảy của con sông, dù ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều đó được thể hiện rõ nét qua những chia sẻ đầy cảm xúc của những người con Việt Nam gốc Hoa, cho dù họ đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam hay ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Họ, những người con xa xứ, vì nhiều lý do đã chọn những vùng đất mới làm nơi lập nghiệp, sinh sống. Có người tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế, có người theo đuổi giấc mơ học thuật, hay đơn giản chỉ là khám phá những chân trời mới. Và trong hành trình ấy, họ đã tìm thấy ở Việt Nam một miền đất hứa, một quê hương thứ hai, nơi họ được chào đón bằng tình cảm chân thành, nồng hậu, được tạo điều kiện thuận lợi để hòa nhập, phát triển và thành công. 20 năm, 30 năm, hay thậm chí là cả cuộc đời, đủ để họ cảm nhận hết những nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam. Sự chân thành, chất phác, cần cù, đảm đang của người dân, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nền ẩm thực phong phú, tất cả đã hòa quyện, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, giữ chân họ ở lại, trở thành một phần không thể thiếu của mảnh đất này. Chính vì vậy, khi chủ quyền lãnh thổ của quê hương bị xâm phạm, họ, những người con xa xứ ấy, đã không thể ngồi yên. Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ, họ sẵn sàng gác lại mọi thứ, trở về để chung tay, góp sức cùng dân tộc đấu tranh bảo vệ biển đảo thiêng liêng. Hình ảnh những người con Việt Nam gốc Hoa từ khắp nơi trên thế giới, đoàn kết một lòng, hướng về Tổ quốc là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần kháng chiến toàn dân đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những tấm lòng yêu nước nồng nàn, chúng ta cũng nhận thấy những phản ứng trái chiều, thiếu thiện cảm từ một bộ phận người mang trong mình dòng máu Trung Hoa. Họ coi thường, xem nhẹ và thậm chí còn vu khống, bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam. Họ không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu rằng, văn hóa, con người Việt Nam có sức hút mạnh mẽ như thế nào, đến mức có thể đồng hóa những người con xa quê, khiến họ thực sự coi Việt Nam là quê hương, là máu thịt. Những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc đó chỉ phản ánh sự ích kỷ, hẹp hòi và hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ, tình yêu quê hương, đất nước là tình cảm thiêng liêng, không thể ép buộc hay mua chuộc. Nó xuất phát từ trái tim, từ sự gắn bó mật thiết giữa con người và mảnh đất họ đang sống. Câu chuyện về lòng yêu nước của cộng đồng người Việt gốc Hoa một lần nữa khẳng định sức mạnh vĩ đại của tinh thần dân tộc và là lời nhắc nhở cho mỗi người dân Việt Nam hãy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Câu chuyện về cộng đồng người Hoa chọn Việt Nam là quê hương thứ hai luôn là đề tài thu hút sự quan tâm và khơi gợi nhiều suy ngẫm. Đọc những dòng tâm sự chân thành, đầy xúc động của họ, chắc hẳn mỗi chúng ta, những người con đất Việt đều có những cảm xúc rất riêng. Từ bao đời nay, Việt Nam luôn được biết đến là một dân tộc chịu thương, chịu khó, kiên cường, bất khuất, với truyền thống đoàn kết, yêu chuộng hòa bình và luôn cởi mở, bao dung đón nhận những nền văn hóa khác. Chính lòng bao dung, sự chân thành, cùng với những cơ hội phát triển mà đất nước mang lại, đã thu hút rất nhiều cộng đồng người nước ngoài đến sinh sống, lập nghiệp, trong đó có cộng đồng người Hoa. Họ đến với Việt Nam, ban đầu có thể vì nhiều lý do khác nhau, nơi lánh nạn khỏi chiến tranh, nơi tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hay đơn giản chỉ là một chặng dừng chân trong hành trình di cư. Nhưng rồi, bằng sự chăm chỉ, cần cù và nhạy bén trong kinh doanh, họ dần dần gây dựng được chỗ đứng trong xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương và trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội Việt Nam. Điều đáng quý là, không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế, cộng đồng người Hoa ở Việt Nam còn luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời hòa nhập và góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Sự giao thoa, hòa quyện giữa hai nền văn hóa đã tạo nên nét độc đáo riêng có trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Đặc biệt, trước những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông, cộng đồng người Hoa ở Việt Nam đã cho thấy lập trường vững vàng, tinh thần yêu nước, yêu hòa bình và trách nhiệm của mình đối với quê hương thứ hai. Họ lên tiếng phản đối hành động sai trái của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam và sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc khi cần thiết. Có thể nói, chính sự gắn bó, tình cảm chân thành và trách nhiệm của cộng đồng người Hoa đã và đang góp phần làm nên sức mạnh đoàn kết, giúp Việt Nam vững vàng vượt qua mọi thách thức, hướng tới tương lai phát triển thịnh vượng. Và để hiểu rõ hơn về cộng đồng người Hoa ở Việt Nam, để cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm, trách nhiệm của họ đối với quê hương thứ hai này, xin mời các bạn cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Hãy ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.